Xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Mình sẽ lấy đến nhanh thông tin tình hình trưa ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9. Thì trưa hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều trong diện đồng hương và ở trong khu cách ly và phong tỏa. Tính đến trưa ngày hôm nay, Bến Tre có 1.776 ca dương tính COVID-19, vẫn là 42 ca tử vong và 1.285 ca đã ra viện. Thì trong ngày hôm qua, Bến Tre đã có hai cái quyết định về cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định thứ nhất là tổ chức cách ly để phòng chống dịch COVID-19 toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Minquy Việt Nam, khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành. Thì vị trí là lô D1, D2, D3, khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành. Tổng số là 25 người. Thời gian là từ 8 giờ tối ngày 28 tháng 8 đến 8 giờ tối ngày 11 tháng 9. Thì giao cho ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Minquy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu vực nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo quy định. Và quyết định thứ hai là về việc thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19 một phần ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Thì khu vực thứ nhất là hướng đông giáp đất ông Phạm Minh Cường, hướng tây giáp lộ nông thôn, hướng nam giáp đất ông Lê Văn Đượm và bà Lê Thị Vân, hướng bắc giáp quốc lộ 57, diện tích là 2.781 m², số hộ là 12 hộ và 35 nhân khẩu. Khu vực thứ hai là hướng đông giáp đất ông Võ Thanh Quảng, hướng tây giáp đất bà Lê Thị Hai, hướng nam giáp quốc lộ 57B và hướng bắc giáp đất ông Võ Văn Năm, diện tích là 812 m², số hộ là 10 và 23 nhân khẩu. Thì thời gian cách ly khu vực 1 và khu vực 2 tối thiểu là 14 ngày, kể từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 đến 19 giờ ngày 13 tháng 9. Tùy theo diễn biến tình hình của dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.